Đây, hello bạn nhá. Hello, tiếp tục đi hành trình cầu măng rô bạn nhá. Đây. Đâu? Ông cua gì đâu? Đó là con cua nào? Bắt cua ở đâu? Mọi người bẩn vậy. Bắt cua phải bọn chứ. Bắt ở đâu? Bắt ở cái khu nhà ngoài ấy. Ờ, mà bẩn vậy. Đúng là mự. Thông mự rồi. Đây, có thằng đang công rô bạn nha. Đâu rồi? Nó vừa đấy mà. Thôi mà chạy đi nơi này rồi. Đi. Ờ, đi ra chưa? Cậu đi gọi anh Nhật làm gì? Thì anh Nhật cho anh Nhật lâu nha. Mà cho Nhật luôn lâu nha. Ơi. Đâu đi ra đây? Đâu? Đi ra rồi. Nhanh lên. Tôi cũng chạy rồi, thôi cũng chạy à. Các bạn từ mai mà không chơi ngu rồi giờ không chứ bị ăn bố rồi. À. Các bạn ơi, từ từ đây có ăn rồi. Đi. Chứ mà kiểm tăng thở. Thở. Được không? Có bùi không này? Đây là cái điêu này. Điêu dạ. Cái đài câu hả? Ừ. Ở đây rầm quá. Đâu? Ở đâu hả? Điêu này. Đi trời ơi. Cậu băng rô khỏi trời đi. Rồi. Anh lại có cần câu rồi. Ừ. Cần câu gì là. Đi đây. Đi. Đi. Chụp cái vô băng rô. Ở kia các bạn nè. Có con băng rô rồi. Rồi. Không em phải đâu. Đâu đâu. Đi về sau quá. À nó từ trên tịt trên cao các bạn nè. Ở xa có thể nhìn thấy đâu. Mình lại gần mình quay các bạn nè. Mình câu được. Đây mình tay cầm tay câu nha. Tay trên cao à. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây. Chủ Minh Trì nhá, đây này. Đây ở đây đang quay đấy, quay đấy. Đây. Mình sẽ giết nó. Đây đây. Wow, nó chạy mất rồi. Đấy, con thấy nó, con mình thấy nó này. Con này cũng không bao quay để thấy nó à. Đúng rồi. Chiên mẹ rồi. Dạ. Con sao hết thì nó về. Đâu rồi ta? À đây rồi, đây cái đầu rồi nha bạn nha. Đây. Đây đây, nó rất là khôn các bạn ạ. Đây là chiên rồi. Em ơi, nó cũng bẻo rồi các bạn. Đó, con câu rồi à. Đây, câu đi. Đây, chiên rồi. Đâu à? Để tao thủ câu cho. Tao thủ câu em rồi. Đâu đó rồi. Cái gì ạ? Đi qua góc này, góc này. Qua bên này mới thấy này. Ủa? Thấy chưa? Cái gà, mình nhớ là cái đầu hả? Cái này. Đây. Ai thấy ui. Thấy chưa? Thấy chưa? Nào. Thấy quá nè, đang ở đầu kia kìa. Thấy bạn thấy tái mình chỉ chưa? Phải có nhật câu địch tao. Đây. Con nào kè quá nha mọi người. Úi trời ơi. Qua bên kia rồi. Hỏi đi đây ba. Bà xử lý nó cho. Đây bạn nè, đây này. Đây các bạn thấy rõ nó luôn này. Đấy. Đấy, cái đầu ở đây. Bật cái hành xử nó.
Bé bé rơi con cầu đâu mà chúc nhanh nhanh qua bên kia đấy kìa, nó nhảy xuống á, nhảy xuống thấp đấy đấy, nằm đâu á, thấy không, đây thằng bò xuống rồi, xuống đất rồi. Không sọc nữa mà anh em nha. Con sọc. Ở dưới cho bé ở dưới. Thôi các bạn ơi. Mình đi ra thì mà cái sung em ở đậu thì nói các bạn. Đi rồi. Đi tiếp tục đi săn. Đi vô ngồi ngồi đây. Ở đây cỏ dính, cỏ gái dính đây thằng cú Phúc coi. Nha, Phúc TV đây rồi này. Rồi đi. Đi về nhà đi cự. Đi. Đi con tiếp nào. Đi đi về nhà cự. Đi. Đi con tiếp nha cô. Đi về nhà đã, về nhà đã, bà bị. Ai, bà bị. Rồi, đi tiếp tục đi săn tiếp nha nha. Rồi. Rồi, đang nhổ gạo này, rồi nha. Tôi sợ mãi rồi. Rồi. Bà cầu ơi. Hai con rồi. Ôi, đi đâu? Đâu? Kìa. Đâu hả? Đi đâu ngay, ở đây. Hả? Đi bên nhà, bên thử thang rao bên này. Rao bên này nhiều à? Thằng rao bên ủ nó bên ngoài ra nhiều ấy. Dạ. Thằng rao thì bên ngoài. Thì em mang con câu sâu câu được rồi. Được chứ. Chú cá. Cái bơ con có rồi. Dạ. Câu được chứ. À khí đó chứ. Đâu cái tram của con đấy. Dạ. Đâu đâu cái tram này của con đấy. Kìa. Kìa bê. Kìa. Dạ. Yeah, con chậu chậu của bạn ơi. Chậu chậu siêu to luôn. Bà bắt con đi. Đây định hướng bà bắt đó. Bắt con câu cao này không? Quả wow, cao cao nhiều bạn nè. Đấy. Quả wow, nó bay rồi. Quả wow, nó bay rồi các bạn ơi. Kìa hai bà con nhiều lắm. Ba ba kìa. Úi giời. Nhiều quá, cao cao nhiều quá. Kìa. Tôi kêu con có cao cao. Nhiều cao cao quá. Có nhiều cao cao quá. Cứ nó về chỗ đi. Đây. Cho nó về đổ đi bà. Ây kìa. Đây con cao, con cao cao bé, thả nó. Ừ. Cao bé lắm, thả nó. Mẹ bắt mình cầu băng rô đi. Hãy đi cầu băng rô đấy. Sao vậy hả? Sao nào? Hãy. Đây là chỗ cái bờ đây lúc này đây. Đây, có thằng Cú Khang. Đây, 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 còn băng rô đây. Còn băng rô bé đây. Đây đấy. Đó, nó sỏng vào đây. Còn cây xoài này coi. Buổi chiều nó lại ít kỳ nhau quá đây. Thế cảm thấy đâu ạ. Chương cũng ít kỳ nhau đâu thấy các bạn. À, giờ mua lại một lần mình sẽ ra cái ông là từ hôm trước ngoài các bạn. Nhưng mà giờ đi đi ba mẹ thấy đâu tạm đi phục qua mẹ thấy đâu tạm đi đi qua hàng rào rồi nè đi chỗ hàng rào đi giặt đi để nhập trại bay. Đâu băng rô đâu? Đây đây, đây có băng rô con này các bạn nè. Đây này băng rô con này kéo các bạn này. Đây. Chúc phải. Trượt. Trượt. Thế là thôi. Đi. Chạy mất rồi.
con này. Ê, tôm tôm tôm. Đâu rồi đâu chút? Đâu đâu? Dạ. À đây đúng rồi đây bạn này. Đây con chụp đó. Đây con bằng ru nha bạn nè. Mất đó. Chạy mất rồi, chạy mất rồi. Đi, đi ở đây Phúc, đi đây. Đi ra đi kiếm đi kiếm. Gom ra cái xe. Đâu. Xe cả con ra. Không ai chơi cuối cùng xe của em nha mọi người. Đó, mình không bỏ nó nhưng mà chỉ có xe không gì được. Đấy, đi vào vườn đây, vào vườn đây. Đây, đi vào vườn đây. Ôi. Ok đi. Xe cả, gòn vào, khang. Anh Nhật xong chưa? Đây là cái xong chưa? Anh xe ơi. Xong chưa? À, đi vào đây, đi vào đây. Xong chưa? Xong rồi đi. Dạ, lại bắn bằng rô con. Ở đây, đi đây xe. Bên, bên đang có là bên đang có đâu. Bên này có nhiều mít chứ có. Bên nhà bắt tên có đi mà mà. Bên nhà bắt tên có mấy. Đây sao cơ? Buộc đang buộc cho mình thảo đã. Đâu? Nhảy mất rồi. Đây, Phúc ơi là Phúc. Đây, anh Nhật chụp. Mất tích rồi. Đâu cần rồi. Giờ đi vào trong vườn, đi đường kìa. Có cái nhanh là sửa con à. À, cái vườn là đổ đi không? Đi vô vườn. Ê, thế. Vườn có nhiều đây. Vườn là có nhiều. Con mèo ở trên các bạn này. Thôi, mất tích. Yên thì bạn nè. Đấy, cao thủ đang bắt đầu câu măng rô. Chuẩn bị xem cao thủ nhất nha. Chưa lo mà được, xong. Toàn không được đồng dạo ơi. Ở phía bên này là mùi lắm, đây. Ở đây xuất huyết nhiều các bạn ạ. Đấy, nó đi nè nè ra. Đi về, về đường này. Đi ra chỗ góc bịt đâu này. Ôi là không có con nào đâu. Đi vô trong kia kìa, trong kia. Con mèo này, mèo đang treo cây bơ này. Rồi, con mèo đang treo cây bơ này. Ai hỏi thăm chú chuột đi đâu bằng da đây. Rồi, ta sẽ tăng mày xuống. Cho mày đi. Rồi, đi. Về đây. Nó đang đuổi ra. Ơi. Ui, ai ai. Kìa kìa, đây. Đang chạy kìa. Đấy nhiều măng rô con rồi nha, thằng kia chụp hỏng một cái đuôi. Ôi, tôi kéo sư tông rồi. Ờ, bà chụp đi nha. Đâu? Ở ngoài kia giờ. Bà đi, ở ngoài kia thì. Thôi. Bà cho con ba. Ốc cơm. Không.
Ấy phụ mà. Ăn bẻ máu rồi. Cứt ạ. À, mùi nhiều lắm, đi đi né đó, mùi. Phục cất cái đá này, thằng kia đang chạy là bắt bằng luôn. Bẻ tí nha bạn nha. À, nhìn nó bắt này. Chúc. Rồi, bắt được con rồi. Cái thằng chụp lại đó, đứa ở đây con là con máu đó, đây các bạn coi bắt mẹ ơi, con là con máu, có đâu phải đâu, con là có mà à. Chúc chúc ờ con mong con đây, đây con đây anh đây ở đây, đây con nữa đây, hai con này, con đây con nữa đây, ở dưới đây có con này, đây bạn này, đây có con bé này. Đây con cao cao này, cao cao siêu to khổng lồ. Để đây đây, Khang bắt đi. Kìa kìa Khang, đây kìa Khang nhá. Đây này một con minh rô rồi Khang. Chụp con trong này, kìa con đây đi, chụp con đây. Thấy chưa? Ấy nó leo lên đột cây à, chụp đi. Đây đây đây. Chụp. Hạt tươi đó, đây 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 anh đây, đây anh đây. Đây. Trời ơi. Đây. Đây đây đây. Hai con cao cao này. Ờ, thôi đi ba đi, mùi nhiều quá, mùi cảnh phúc kìa. Cảnh u trán đó. Cầm cầm. Cầm cái đuôi ra. Ờ, rồi đếm bằng rô đây coi. À nhá, đếm bằng rô đây bạn ơi. Rồi quay cho con coi. Đây. Đây bạn nha. Ôi, rớt đâu rồi. Trời à, đây nha, à, bằng rô à. Đây con bằng rô con đó các chị thương bạn nha. Đấy. Con mượn, mượn này. Từ từ nó chết chết chứ. Ba tôi. À mà đây. Ừ. Xin ba ba tôi. Thả bằng rô câu cao đây, quay lên đây. Quay các bạn coi này. Ôi trời. Ai ai cao. Câu cao, câu cao chạy nhanh quá. Đây. Đâu đâu. À, nào con cầm đây. Ghê. Cầm đây. Cầm luôn. Con cầm một con cá. Con cầm một con mực. Đây. Cầm đi. Rồi. Rồi con cơm đi. Rồi đi. Thích không? Nhàn thích không? Rồi đi về này. Ê Phúc ơi. Phúc có mũi cắn lại gì cả về sụt rồi. Đi. Đi. Rồi bye bye các bạn nha. Hôm nay đi câu măng rô măng câu rồi mà toàn bắt được măng rô không à? Toàn măng rô con không vậy đó, phải con câu cao này. Đấy. Rồi, tạm biệt các bạn nè, hẹn các bạn vào tuần sau đây.